FDIC, top 5% các chuyên viên tư vấn tài chính hàng đầu thế giới. Hãy chinh phục đỉnh cao danh vọng cho sự nghiệp của bạn. Là FDIC, bạn được hưởng những đặc quyền tuyệt vời nhất ngành bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam. Ưu tiên tuyệt đối, nổi bật trong đội ngũ, phát triển toàn diện, nâng tầm đẳng cấp. Hơn thế nữa, các nhà cố vấn và đại sứ FDIC, những người truyền cảm hứng và luôn sóc hành dẫn lối thành công cho từng chặng đường chinh phục FDIC của bạn. FDIC là một lực lượng đại lý mà đẳng cấp quốc tế về phía A Việt Nam. Các bạn sẽ được ghi nhận những thành tích trong khi trở thành FDIC. Về phía công ty sẽ rất nhiều quyền lợi để hỗ trợ các bạn. Và đặc biệt là công ty có chương trình phát triển các đại lý tiềm năng trở thành FDIC. Xin chào đón tất cả các anh chị để có thể trở thành FDIC. Bạn đang đứng trên vai cười khổng lồ AIA, số 1 thế giới, tập đoàn bảo hiểm nhân thọ lớn nhất tính theo vốn hóa thị trường. Số 1 thế giới, số lượng FDIC trong 5 năm liên tiếp 2014-2019. 100 năm uy tín, hoạt động trên 18 quốc gia và khu vực tại châu Á, Thái Bình Dương. Đi trên con đường này, chọn hành trình này, bạn trở thành người bác đến sự bảo vệ, ủng hộ và hy vọng cho hàng triệu gia đình Việt Nam, cho những ước mơ mới chớm, cho những tương lai đang rộng mở, cho cuộc sống hạnh phúc vẹn tròn. Điều bao người hướng đến và khao khát. Hãy tự hào bạn là những chuyên viên tư vấn bảo hiểm chân chính. Hãy biến sự nghiệp của bạn trở thành một sứ mệnh. Hãy biến sứ mệnh của bạn trở thành thành tựu vinh quang nhất, đó chính là FDIC. Vượt giới hạn, kiến tạo sứ mệnh, vươn tầm thế giới. Hãy là FDIC AIA.